Hello, buổi sáng thứ bảy đi mua được một em i10 2021 màu xanh rất là đẹp nha anh chị nhá. Anh chị chủ xe thì cực kỳ là giữ gìn. Một chiếc xe 2021 là ký tháng 5 2021. Đấy, chị gái mới chạy đúng 11.000 km thôi. Màu này cực kỳ là hiếm nhá. Mua là phải mất thêm 8 triệu tiền màu này nha. Tuần thứ 10 2021 này. Em này sơn zin cả xe, đi đúng 11.000. Đúng 11.000. 11.000 anh nhỉ. Đây, mới đinh luôn. Úi giời. Đây. Úi giời. Mới lắm. Đây, 11.000 này. Mua cho anh giá đến lóc luôn. Giao lưu với anh trai Đắk Lắk một em i10 rất là yêu thương ủng hộ em An. Đấy, để cho em An chiếc i10 rất là đẹp nhá. Đấy. Ok, rất là đẹp luôn. Lót sàn đầy đủ hết rồi. Màu xanh này đẹp lắm. Đúng 11.000 anh chị nhá. Đấy. Xe này có bảo hiểm 2 chiều mới mua luôn. Đấy. Tất cả dàn vỏ theo xe hết này. À. Ok, rất là đẹp, biển Đắk Lắk đây. Rồi, cảm ơn anh chị đã ủng hộ em An. Giờ thì em An bới cọc thôi để cho anh chị chạy về nhà. Anh chị đang vay ngân hàng, đợi tất toán xong cái là hôm nay thứ bảy mà không làm gì được. Rồi, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Ủng hộ em An chiếc i10 tự động 2000. Để lại cho em An chiếc i10 tự động 2021. Cảm ơn chị gái nha. Anh chị nào mình quan tâm về mẫu này thì alo cho em An. Em này tất cả vỏ teo xe, sơ cua chưa hạ. Mới lắm, thơm mùi xe mới. Không có chạy đến nhà anh có hai chiếc xe. Nhà có hai chiếc xe, không có chạy tới luôn. Sơn zin cả xe đi nha. Mua em này quá là tuyệt vời rồi. Anh chị nào có những chiếc xe lướt, xe đi ít ô đồ giới thiệu cho em An nhé. Mua được giá tới lóc cho chị luôn. Ok, ra rồi, ok anh. Rồi. Cảm ơn chị đã theo dõi video của em An.